Tổng đến thời điểm hiện tại, số tiền quý nhà hảo tâm, quý cô chú chị gửi về giúp đỡ cho anh Quốc là sao? Cảm xúc anh Quốc hiện tại như thế nào? Anh không nói nên lời luôn. Một số tiền gọi là rất lớn mà hồi giờ anh không thể nào mà mơ tới được có số tiền đó được. Anh cảm ơn em cũng như là cảm ơn quý cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước đã thương đến cái hoàn cảnh của em và chung tay để mà giúp đỡ cái hoàn cảnh của em để em có cái kinh phí để chữa trị bệnh tình của mình. Thì cô mới gọi lấy nước chanh đưa cho cháu nó uống, cô dở mình ra thì cô thấy máu là đó đã nhiều quá, nó nói là dịch, cô kia là dịch chị mà giữ cái con thân dùng máu nó tự dậy thôi, cô dở là từ cô thấy ruột con nó banh thành nó banh là banh ruột ra luôn, nó banh ruột ra nó lại cái ruột luôn. Trời ơi. Đồng mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Lời đầu tiên, Đồng gửi lời chúc sức khỏe tới quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Đồng đang có mặt ở bệnh viện phục hồi chức năng. Hôm nay thì Đồng sẽ ghé thăm khoa ngoại chỉnh hình bệnh viện phục hồi chức năng, quý cô chú anh chị. Hôm nay thì Đồng ghé thăm lại hoàn cảnh của người cha gạt đóng nuôi con. Thì hoàn cảnh rất là thương tâm, người cha khi đó có vợ và có một người con trai. Không may thì khi trong quá trình đi lao động, cuộc sống mưu sinh, quý cô chú anh chị, người cha gặp vấn đề tai nạn. Do vậy thì liệt 2/3 người, nghĩa là từ phần ngực này trở xuống dưới thì anh không còn cảm giác. Khi đó thì anh còn đôi chân, thì sau đó thì dần dần đôi chân, quý cô chú anh chị, bị hoại tử dần dần và tháo khớp. Hiện tại thì đã gần như tháo khớp hết nửa người anh. Kể từ ngày anh đi làm mưu sinh cho cuộc sống gia đình, không may gặp tai nạn như vậy, thì người vợ không hiểu vì sao nhẫn tâm bỏ lại chồng và con. Khi đó thì người con mới được mấy tháng tuổi và chạy theo mối tình mới, để lại hai cha con, cuộc sống giống như là đường cùng. Khi Đồng tới đây chia sẻ thì người mẹ cũng như anh thì khóc rất là nhiều. Sau đó thì Đồng nhận được nhiều sự yêu thương của quý nhà hảo tâm. Hôm nay thì Đồng nhận một số tiền rất là lớn để đến đây chia sẻ về tinh thần cho anh. Bây giờ thì Đồng kính mời quý cô chú anh chị cùng đồng hành cùng Đồng ở video này nhé. Con chào chú. Thì trên tay Đồng vẫn như hôm trước, quý cô chú anh chị, đây là đơn xin quay phim chia sẻ hoàn cảnh. Khi mà muốn chia sẻ một hoàn cảnh nào đó ở trong bệnh viện thì tại vì bệnh viện là quy định là không được quay phim, do vậy thì muốn chia sẻ hoàn cảnh thì buộc phải xin cái giấy này. Và khi vào đây thì bệnh viện sẽ xét xem kênh như thế nào, kênh trước giờ như thế nào thì bệnh viện mới cho đủ tiêu chuẩn để vào đây, quý cô chú anh chị. Những bệnh nhân mà người nhà cũng như bệnh nhân mà chăm sóc ở đây, quý cô chú anh chị cũng biết rồi, rất là khó khăn. Hàng ngày thì những người nhà cũng như bệnh nhân ở đây cứ đến buổi cơm á, Đồng ra trước cửa bệnh viện thì thấy là đi xin cơm từ thiện. Hiện tại thì anh điều trị ở đây thì bữa hôm Đồng ghé thăm là 26 ngày. Thì hôm nay Đồng nghĩ là được tròn một tháng đấy, quý cô chú anh chị. Nỗi đau thể xác, rồi nỗi đau tinh thần nữa. Thì bữa hôm thì Đồng có tới đây một lần rồi, do vậy thì Đồng đã biết cái phòng của anh Quốc đang nằm ở đâu. Hôm nay mà khi mà cô với anh Quốc mà nhận được một số tiền cực lớn như vậy thì chắc rất là vui, quý cô chú anh chị. Ở đây thì Đồng thấy là những bà con cô bác á, buổi trưa quý cô chú anh chị thường ra trước cửa cổng bệnh viện thì có những cái chuyến xe cơm từ thiện. Con chào cô. Thưa chú.
Dạ con đang giúp một hoàn cảnh ở trong này á. Mấy người khó khăn hả? Dạ. Dạ cái tại vì cái bên gia đình này là có giấy xin phép mới con mới được chia sẻ. Vậy hả? Dạ. Cái gia đình này cũng khó nè mà. Dạ. Cái gia đình tên gì? Anh Quốc mà mất nửa người không biết nằm phòng nào. Dạ. Con chào cô. Đúng rồi. Dạ con chào cô. À con chào cô. Con chào cô nhé. Cô nay sao, sức khỏe nay sao ạ? Cũng bình thường cũng. Ra đây trò chuyện con xíu rồi là mình vô trong. Ủa là bình thường là cũng ăn uống rồi cũng xuống buổi sáng rồi cũng xuống với bà con họ cha từ thiện đó rồi mình xin lấy ăn bữa cáo thì xin mà bữa không cáo thì mình mua ăn thôi mà con cũng... À nghĩa là mình xin cơm từ thiện hả cô? Con xin cơm từ thiện. À hôm nay thì mình điều trị ở đây là được một tháng chứ cô ha? Bữa nay này đóng một tháng 4 ngày. Dạ. Rồi buổi sáng là cô cứ xuống đó lấy cơm từ thiện hả? Cơm thì buổi sáng không cáo, mà buổi sáng thì họ cho, có bữa thì cháo, có bữa thì bánh mì, còn trưa thì họ cho cơm, còn bữa thì cáo, thì bữa cho cơm. Xuống đó bữa thì chắc là đông người. Đông người mình sắp hòn là mình xin, có bữa thì xin được hai hộp, có bữa thì xin được một hộp. À, tùy số lượng, tùy số lượng họ bệnh cho. Nhân xuống xin ha. Bệnh nhân xuống đông thì họ cho một hộp. Cô bữa giờ thì sao ngủ nghỉ không được hay sao, sao nó thấy sức khỏe xuống chưa? Cô cũng lo. Lo sao? Lo trong 7 tiền bỏ con nó cũng thiếu hụt nên cũng chưa ổn tinh thần. Nên cô cũng lo cho cái con nó lên xả nó có mũ tái rồi không có tiền nữa đó. Cô cũng lo, cũng ngủ không được. Dạ. Nó xôi nó vậy. Nói tới là cứ rơi nước mắt cô xả, ha. Xả rồi. Sợ không tiền, có tiền. Không có tiền. Nay tiền thì sao rồi? Gia đình nay còn tiền không? Cũng công được. Thế nếu lên có mũ nữa thì đáng 5 triệu thì cô cũng công được 4 triệu rưỡi. Là hết sạch rồi. Là hết sạch. Nó bóng tiền rưỡi là hết sạch luôn. Bữa con cho 5 triệu đó, cô lấy ra 5 trăm cô chi phí mua cây ăn đó. Còn cô dành là được 4 triệu rưỡi. Dạ. Mà mình vô trong đi. Chào cô. Chào chị. Chào anh nha. Cho em để cái mic nhé. À, quý cô chú chị, đây là anh Quốc đúng không? À, bữa hôm thì Đồng có chia sẻ một cái thước phim về anh á, sau đó thì nhận được rất là nhiều sự yêu thương của quý nhà hảo tâm. Hôm nay thì Đồng quay trở lại đây thì nãy giờ là nỗi lo của cô đó là nỗi lo về cái chi phí, tại vì anh cũng không biết là mình nằm tới bao lâu, tại vì cái này là bữa giờ thì tiến hành phẫu thuật gì chưa anh? Chưa luôn, bây giờ nó còn dịch nhiều quá, các bác sĩ tuần rồi có kêu là thôi để đặt cho nó hút ra đây chứ dịch nó ra mới thay cái bồn mà chứa dịch đó. À, cái bồn chứa dịch là một lần mình thay là bao nhiêu tiền? 1.3 triệu. Là mình phải mua mới hả? Mua mình tự kêu công ty, cái thằng mà nó cũng người công ty nó vô nó thay cho mình. À là cái này là mình phải mua ngoài hả? À cứ vật tư là mình mua ngoài, còn cái công ty nó tới nó lắp cho mình thôi. Mình cái hút dịch là máy của công ty, bệnh viện nó liên kết là công ty đó. Ví dụ thay càng về máy nó hư hay nó hở gì là mình điện nó vô sửa. Dạ. Ở đây quý cô chú anh chị này, nghĩa là anh nói cái máy này này. Cái máy này mình xài được bao lâu anh? Không, cái tiền không biết bác sĩ nữa, cái mà bác sĩ kia là nếu mà nó ổn thì được 2 tuần hoặc là 3-20 ngày, mà nên vừa rồi là tuần vừa rồi bác sĩ kia nó đang chạy ổn ra thôi để nó hút cho nó sạch dịch, tới cái dịch nó còn nhiều. Nghĩa là nó cái lực hút nó yếu là mình phải thay máy mới hả? Không, máy thì nó vậy thôi, máy là bao nhiêu thôi, nếu mà nó yếu thì tất nhiên là nó hở, mà cái đồ keo dán cái đồ đó nó hở thôi, chứ còn máy thì còn một cái là lực hút thì mình chỉnh thôi. Dạ. À, còn nó nếu mà nó hở nữa, hoặc yếu là có nghĩa là cái keo nó dớt nó hở này, hở vết thương vết đắp này là nó này cái mấy cái vết thương này thì sao rồi? Nó vết thương này thì cái phần hở dưới này thì sao? Nó còn đang dán để hút đó, hút dịch đó. Nó đang dán để hút dịch nè. Đang dán này. À, nghĩa là cái đó là bị vết thương hở đúng không? Bị hoại tử. Giờ là phải dán lại vậy để hút dịch. Hút dịch ra đó. Cái này là vết thương hở nó còn vết thương hở này chưa chán. Bên này là nó ghê hơn hả? À nó ghê, nó chưa Đồng không thể quay lên đây quý cô chú chị, quay lên sẽ bị ảnh hưởng tới người xem, gây sợ hãi á. Do vậy thì YouTube sẽ không có cho quay cái phần vết thương hở. Do vậy chỉ nói để quý cô chú chị biết là hiện tại là hôm trước anh chia sẻ là lúc tai nạn là anh còn 2 chân nguyên vẹn. Đúng rồi. Sau nó hoại tử dần dần là tháo dần hả? Tháo dần, cách dần tháo khớp từ năm 2015 thì mình tháo cái bên này. Dạ. 2016 mình tháo qua bên này luôn, là hai bên, hai cái. Bây giờ thì con có điện vô không?
Cũng cái thì có nói gì không? Thì cũng nói chung là cũng mong ba ăn uống rồi giữ gìn sức khỏe rồi. Dạ. Nó là hôm qua nó cũng sinh nhật lần thứ 15 là ngày của cháu là tròn 15 tuổi ngày hôm qua. Hôm qua là sinh nhật Lộc hả? À sinh nhật Lộc. À có gửi lời gì đến chúc mừng sinh nhật con trai không? À, chắc con trai có xem không? Con trai không biết là bây giờ đang đi học đó, chắc không xem. Ý là bình thường có thức con, có. À, thì anh cứ gửi lời đi em. Qua kênh của thầy Đồng đây thì năm nay sinh nhật của con là ngày hôm qua rồi. Mà ba thì đi điều trị ở một nơi rất là xa, không ở cạnh con được. Những năm trước, năm nào mặc dù rằng cuộc sống hai cha con rất là khó khăn, nhưng ba cũng làm một cái sinh nhật nhỏ nhỏ gọi là để có cái ngày tưởng nhớ cái ngày con các tiếng khóc chào đời. Nhưng mà mặc dù nó không lớn nhưng cái tình cảm mà của hai cha con nó cũng gắn bó, nên nó qua đây ba cũng chúc con một đón cái tuổi mới thật bình an, sức khỏe. Luôn luôn phấn đấu, nỗ lực để trở thành một người có ích cho xã hội, cho gia đình. Và chúc con bình an, và nhớ và thương con nhiều. Nói đến con là rưng rưng nước mắt ấy, anh Cố ha. Nói chung là nhớ, nằm đây nhớ con. Nhớ. Bữa hôm anh Cố có chia sẻ, bây giờ là niềm động lực an ủi lớn nhất trong cuộc đời anh, đó là sống vì người con. Vì con với bố mẹ. Sống vì cha mẹ. Tại vì anh Quốc đã nhiều lần tự muốn quyên sinh cuộc đời, nhưng mà sau khi nghĩ về người con sau này không có ai, thì cha mẹ thì lớn tuổi rồi, thì anh Quốc đã cố gắng chống chọi với cái căn bệnh của mình tới ngày hôm nay. Đó là một sự nỗ lực anh ha. Hơn 13 năm rồi, nói chung là cũng cố gắng vì con, vì ba mẹ cũng như là những người thân yêu của mình xung quanh mình, để cố gắng vượt qua cái bệnh tình thôi, chứ còn sống đây nói chung không, nếu mà không có động lực để sống thì nói chung là sống nó cuộc sống nó tồi tệ lắm. Thì không biết ở thước phim em chia sẻ lúc trước thì chắc người vợ anh cũng xem được, không biết người vợ thì có liên hệ lệ hệ gì không? Không, anh không biết là có xem được hay không mà không có liên hệ. Không liên lạc. Câu chuyện bữa hôm em nói rồi, câu chuyện của anh không chỉ là nỗi đau thể xác mà cả nỗi đau về tinh thần nữa. Lúc anh mạnh khỏe thì anh lam lũ vất vả đi làm để mưu sinh, cuộc sống hạnh phúc gia đình cũng có vợ và con, đúng không anh? Khi anh mà gặp nạn vậy, lẽ ra người vợ phải ở lại chăm sóc anh, nhưng mà thấy anh gặp nạn như vậy, thấy tương lai không có, chắc là sợ khổ, phải sợ gánh nặng á. Anh có nghĩ vậy không? Thì chắc chắn là rồi, tại vì là hầu lúc anh bị xuống tôi cũng có vay mượn nợ nần một phần bà con á, thì lúc đó vợ nói chung là cũng còn trẻ nữa. Rồi thấy chồng như vậy rồi nợ nần nữa, rồi một phần là tác động bữa bên phía ngoại nó phía vợ nữa, nên nói chung là không có cái quyết định được, nên là ra đi thôi. Thì ra đi thì mình cũng nói chung lúc đầu thì cũng đau lắm, nhưng mà sau thì cũng nghĩ là thôi bây giờ con nó hết duyên đi thôi, bây giờ nuôi có con mà sống với con thôi chứ biết làm sao đây. Dạ, khi mà người vợ ra đi thì khoảng thời gian đầu chắc anh cũng tách và hận vợ lắm. Nói chung là vừa đau vừa hận lắm luôn á. Tại vì cái nỗi đau thể xác của mình là nó chưa nguôi ngoai, thì nỗi đau tinh thần nó chồng chất á. Nói chung là mình quấn hận lắm, tại vì mình cứ vợ thì cũng mong có những lúc mà đau ốm bệnh tật phải có vợ bên cạnh để mà chia sẻ cái tinh thần, động viên để mình có cái tinh thần để mình vượt qua. Nhưng mà cái nỗi đau thể xác nó chưa nguôi ngoai thì cái nỗi đau tinh thần nó là chồng lên. Nỗi đau chồng chắc nỗi đau thì nói chung là rất là đau. Theo bản thân em nghĩ là vợ chồng là mình nói là đồng cam cộng khổ, đúng không? Đúng rồi. Khi sung khi hạnh phúc thì phải có nhau, mà khi mà đau khổ cũng phải có nhau để cùng nhau vượt qua. Nhưng mà khi hạnh phúc thì là có vợ có chồng, nhưng mà đến khi anh mà đau khổ nhất trong cuộc đời, không còn chỗ để dựa dẫm vào, thì lúc đó là vợ lại rời xa anh. Đúng là rời xa, mà lúc đó thì anh mới bị xuống nữa, có 10 tháng chứ mấy em. Mà con thì nó cũng còn nhỏ nữa, nói chung là đau lắm, đau và vừa đau vừa hận mà cũng vừa tức nữa. Tại vì mình hồi giờ mình sống đâu có bạc bẽo với người ta đâu, mà vừa tức nữa. Nhưng bây giờ cái số phận bây giờ người ta không chấp nhận được thì bây giờ mới làm sao đây? Dạ. Mà bản thân em gặp anh thì thấy anh cũng là một người khuôn mặt rất là phúc hậu, hiền lành. Trước giờ thì anh chắc đối xử với vợ cũng rất là... Nói chung là hẳn là nếu mà không phải nói là mình hạnh phúc hơn người ta, nhưng mà cũng tự hào là hai vợ chồng cũng như những cặp vợ chồng khác, rồi đi làm rồi có vợ có con, rồi đi làm về rồi những lúc
Có thể ví dụ như chiều tối thì chở con chở vợ đi dạo mát một tí rồi về, rồi thì nói chung là cuộc sống là nó cứ nó ngày qua tháng lại thì nó cũng như vậy thôi. Tại vì mà hồi đó mình chỉ là một người công nhân thôi mà, cái kinh tế thì nó cũng đủ lo cho vợ cho con thôi, chứ cũng không có cái khá giả như người ta, nhưng mà cũng không đến nỗi. Nói chung là rất là hạnh phúc, chứ không có xảy ra vấn đề gì hết. Xảy ra vấn đề là từ kể từ ngày anh bị từ ngày đi lao động mà cái bước ngoặt cuộc đời mình là cái từ ngày mà bị cái tai nạn. Dạ. Là coi như là cái thân xác thì nó cũng bị như vậy rồi, có cái gia đình nhỏ của mình nó cũng từ đó mà nó tan rã. Dạ. Rồi giờ hiện tại nếu mà nói thật một câu á, anh còn hận vợ không? Anh không hận từ lâu rồi. Nói thẳng là anh không hận từ rất rất lâu rồi, chứ không phải 6 bảy năm nay rồi. Nói chung là lúc đầu thì hận, rất là hận luôn. Mà sau thì nghĩ là thôi bây giờ cái nó hết duyên rồi, từ giờ phần ai nấy đi thôi, chứ còn là không hận, không hận, không nhớ, không thương. Nói chung là coi như là nó không, cái người đó nó không tồn tại trong cái suy nghĩ của mình nữa đâu. Nói chung là họ đã hết tình, hết mình thì họ đã cũng không níu kéo. Níu kéo thì nó càng khổ thêm thôi. Dạ. Dạ, rồi mình chủ yếu là dành cái tâm huyết, cái tình thương tất cả là dành cho con thôi. Mọi thứ là đều là tất cả cho con. Dạ. Là phần hiện tại thì phần bên này nó đã gần lành chưa? Thì bây giờ nó đang hút dịch này, nếu mà nó hết dịch, khô dịch đó thì mỗi một lần nữa là xong. Rồi phần bên này thì sao? Bên này thì chưa, bên nào mới cắt lọc một lần thôi. Là con này rồi sau này là xong, có phần bên này ổn rồi là bên này mổ, trong còn nếu mà ổn được vào 3 lần như bên này là thành 4 lần, nó mổ bên 4 lần. Là mỗi bên này sẽ mổ 4 lần. Bên này 3 lần rồi lần cuối là gần là 4 lần. Là nó sẽ bị lành lại ha. Là sẽ có khả năng như là 90% là nó lành. Rồi bên này cũng vậy, bên này bình phục xong sẽ làm bên này. Vậy là anh mà nằm ở đây thì chắc em nghĩ khoảng tầm 2 đến 3. Đúng rồi, tại nói chung là đơn vị tính mới có một bên đó 1 tháng rồi. Mà chưa xong mới có 3 lần quý cô chú anh chị. Nếu mà bên này nữa là thêm 3 4 lần nữa mà không biết là khả năng phục hồi như sao, tùy cái sức đề kháng đúng của rồi. Anh. Tại vì anh giờ phần ở đây đúng không? Xuống dưới này là không còn cảm giác. Giờ với ví dụ lần trước anh có lấy lưỡi lam rạch đây lòi ruột ra thì nó cũng không còn cảm giác luôn, chỉ lòi cái ruột ra thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đâu còn cảm giác hả? Ở đây thì có đau không? Không đau, không biết gì luôn. Ở đây thì nó lòi ruột mà phía trên này là anh cắt cái cổ cuốn gì phổi không, cái cuốn gì mà ăn phế quản hay cái cuốn gì thực quản nó cắt đen luôn, đứt luôn nên này. Đứt đây luôn. Nghĩa là anh hai lần luôn hả? Không, một lần luôn. Một lần là anh cắt ở đây rồi mà anh thấy nó cũng nó chưa, nó còn sấp quả, nó còn á, anh cắt thêm này rồi. Anh cũng đây nó cắt, anh cũng cắt ở đây chút nữa này, chỗ này đồng mạch đây này mà nó cùng chưa, lúc đó luôn cùng hả? Lúc đó luôn lúc. Vậy là cái mảng anh cũng lớn á. Nói chung là mảng lớn, cho nó rằng là không thì cái năm đó cũng đi chợ đi rồi. Khi mà anh làm vậy là tội nhất vẫn là người mẹ cô ha. Khi mà cô tâm sự với con đấy luôn, cô lên cô thấy thì cô con nó thôi sao mà má nó trả gì vậy con, nó kêu là dịch nó mới cua nó là dịch gì mà dữ vậy con, thì cô giả cái mình đó thì cô thấy thì cô lên lò bò cô bố cứu con thì cô nói vậy thì bò con ở tới thì cô xỉu luôn, cô không biết nữa rồi bò con đi xa cái đồ trả con nó đi. Cô thấy đó là lúc đó là cô xíu mấy nga, cô không biết gì nữa. Yeah. Nói chung là giờ vượt qua được như vậy cô cũng mừng. Cô cũng mừng nhưng mà cái lúc đó sau này thời giờ mấy năm cô cũng sợ hết ra người cô lắm. Cô không đi là cô sợ ở nhà. Sợ nhà anh lại. Tại nó ốm ảnh hết ra người cô nên cô đi chút đỉnh là cũng dạy gì cô dùm. Cô đi thời gian 1 tiếng 2 tiếng nó hù là cũng dạy gì cô dùm cho nó cứ ốm ảnh ra người cô biết, cô sợ biết hơi bà Nam luôn. Được khi con nó lớn lên đời thì cô cũng hết sợ là nó còn niềm vui cả cho con đó. Nó trầm hoặc, nó đam ấm với nhau thì cô cũng hết sợ để nó sợ. Nếu nó có lùm nhờ thì sợ tạo cho con nó này cũng không ít sợ. Được lúc mà hơi 3 năm đầu thì cũng sợ lắm. Dạ. Đi đâu cô cũng sợ. Giờ bác trai bên đó điều trị tai biến thì sao rồi? Bóp thì đi điện không điện trên nó bóp, thì bóp nó là tập từ cái ta nó mới lên tới đây, mới tập là lên tới đây giải này, lên tới đây mới mà chưa có cử động. Đó là người chồng của cô cũng như người cha của anh Quốc hiện tại cũng đang bị tai biến, đang điều trị ở bệnh viện Đà Nẵng. Y học của Đà Nẵng. Cô cũng đừng có buồn nữa,
Hôm nay bữa giờ thì anh Quốc thì ăn uống được không? Ăn thì cũng được. Mấy hôm nay ăn cũng được. Vậy là bác sĩ nói khi nào thì mình tiến hành bên này? Xong bên này thì mới bên này được. Bên đó thì họ bao lâu, bác sĩ nói bao lâu? Bác sĩ thì tuần lẽ ra nếu mà ổn thì tuần trước rồi, mà quan trọng là cái dịch của mình nó còn đó. Cái dịch của mình nó còn là khi nào bác sĩ cảm thấy mà nó cái dịch nó ổn đi, nó trong đi mà nó sạch, nó là hơn nữa là nó ít đi thì bác sĩ mới tiến hành phẫu thuật bên này tiếp, rồi nó xong bên này thì mới qua bên này. Tại vì dịch nó nhiều quá, bác sĩ sợ cái vết thương mình nó lâu năm nữa đó. Sợ mình mổ xong đóng lại thì nó ủ dịch bên trong đó, thì nó không tốt cái vết thương mà nó khó lành nữa. Nên để cho nó khô khô ráo, mà vừa khô ráo thịt thì vừa cái hốc của mình nó hút nó thịt nó ra, nó càng nông lên thì nó cũng phẫu thuật cơ hội thành công cao hơn. Chứ mà vấn đề là mình nằm mình chờ nó lâu thì mình cũng thấy nó lâu quá. Hoàn cảnh của anh thì ông bà cô bác không biết, anh có coi một cái người anh trai mà cũng giống anh này. Đúng rồi, anh có coi. Anh đó anh, tên gì anh biết anh không? Anh là Bình Phước đó đúng không? Không, có một người anh gì mà cô chú anh chị nhắc là trường hợp của cái anh, cái anh mà ngồi cưới vợ được á, cưới Đình Khánh. Đình Khánh. Nhưng mà Đình Khánh thì nói còn chung... còn cảm giác phần trên. Đúng rồi. Đình Khánh thì chỉ có mắt, sau người bình thường là Đình Khánh mắt hai cái chân thôi. Nhưng mà Đình Khánh có thể ngồi, có thể di động bằng hai cái tay dành được. Còn mình bị liệt ở đây mình ngồi không được, nó không có cơ bụng mà để mình ngồi mình dựa được. Ngồi được là phải có xe lăn mình giữ. Ví dụ như sau này anh mà điều trị mà nó lành ấy, phần này thì anh có thể tự ngồi xe lăn di chuyển được không? Được. Anh ngồi xe lăn được, anh qua chống xe tay qua xe lăn ở đây được. Trước là anh chia sẻ là anh cũng ngồi xe lăn bán vé số hả? Đúng rồi. Bán vé số nuôi con. Nuôi con được mấy năm. Rồi sau nó hoại tử nhiều quá. Giờ mà ví dụ như cái phần này mà nó lành thì anh về ngồi xe lăn và đi lại được không? Đúng được em. Anh ngồi xe lăn, anh ngồi trên giường nó té, chứ ngồi xe lăn là nó có cái bẩn đằng sau đó. Mình dựa ra đằng sau là mình nó không làm được. Nghĩa là do cái phần từ đây xuống đây không còn cảm giác nữa, không còn phần cơ nữa, nên do vậy anh ngồi mà không có cái dựa thì không thể được. Đúng rồi, mình chống và chống tay thì được, còn thả tay là té. Tối thì ngủ được không anh? Tối anh cũng ít ngủ. Sao hình như cái mắt anh ít ngủ nên nó rất là sưng luôn á. Cái mắt ra nó yếu, nó còn ngà, nó còn mờ rồi. Em là hồi kia anh bị cách đây năm mấy là anh bị tai biến nhẹ đó. Nửa người nó méo miệng bên này. Cái mắt có vậy nó còn yếu nè, mắt anh nó yếu lắm. Có khi do ảnh hưởng của cái phần mà khi anh tai nạn đó. Không, liên quan đến tủy á. Không. Cái cột sống. Anh không nói là anh sợ bị tai biến sao nó bị nửa cái mặt luôn đó. Cái là kêu người chăm cứu được 10 ngày là cái miệng nó trở lại. Hiện tại bây giờ nó vẫn chưa điều được. Nếu mình nhìn bình thường, nhìn kỹ vô là không thấy nó chưa điều được. Nhưng mà không kể, bây giờ cái mắt đây nó yếu lắm. Nhìn mà ví dụ như cái điện thoại mà nhìn gần mà không có mắt này là không thấy được. Thì hôm nay em thăm lại anh nhé, để mang một niềm vui, một số tiền rất là lớn dành cho anh. Khi mà em chia sẻ video lên thì ông bà cô bác dành tình thương cho anh rất là nhiều. Ngoài những món quà tinh thần thì ông bà cô bác quý nhà hảo tâm cũng gửi lời chúc tới cô cũng như anh, là chúc cho cô và anh thật nhiều sức khỏe, và chúc cho bệnh của anh thì nhanh chóng bình phục để về với con á. Chắc bữa hôm thì con trai Lộc xem được video của ba thì chắc con trai cũng có nói gì không? Có, nói là... À, như con nói là ba yên tâm đi, con ở đây con ráng hồng cố gắng hơn nữa, còn ba phải yên tâm ba chữa bệnh đi chứ đừng có nôn về, chữa xong bệnh rồi về với con. Gửi lời thăm chú, cháu nói này cho con gửi lời thăm chú. Bà nội thì có gửi lời gì đến cháu không? Chắc cha cháu lâu cũng nhớ rồi. Bà nội có gửi lời gì đến cháu? Bà nội Lộc ơi, bà nội đây. Thì bữa nay là ngày sinh nhật của con, bà nội không có ở nhà thì bà nội cũng chúc sinh nhật con được vui vẻ, chúc con khỏe mạnh để học hành cho nó tốt, để cho bo con sau này có chỗ nương dựa với con ăn lọc. Bo một bo nội, ông nội thì con nghe con do gắn con, bo không có gì cũng chúc con vui vẻ, hạnh phúc, học thành đạt. Dạ. Thôi bà ngồi đây đi, con đứng chưa? Không. Con nãy giờ thì trò chuyện với anh Quốc nên con ngồi xíu. Thì bây giờ thì con sẽ xin phép công bố danh sách quý nhà hảo tâm gửi số tiền về giúp đỡ cho anh Quốc ha. Trước khi công bố danh sách thì đồng thay mặt những hoàn cảnh khó khăn, thay mặt gia đình anh Quốc gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Kính chúc quý cô chú chị thật nhiều sức khỏe, bình an và làm ăn phát tài phát lộc.
Sau đây thì Đồng sẽ công bố danh sách, một danh sách rất là dài luôn quý cô chú chị. Đầu tiên là tiệm buôn Mi Hon Tri Tôn gửi 300.000 đồng, Trần Thị Kim Liên gửi 500.000 đồng, Đặng Thị Mỹ Hạnh ở Úc gửi 1.500.000 đồng, Đông Nhi gửi 1.000.000 đồng, cô Liên ở Florida, cô chú Thới ở Calgary gửi 3.000.000 đồng, sư cô Bửu bên Úc gửi 1.600.000 đồng, cô Quý ở Mỹ gửi 100 USD, đổi ra được là 2.375.000 đồng. Tài khoản thẻ 4 số cuối 6405 gửi 500.000 đồng. Tài khoản thẻ 4 số cuối 8686 gửi 500.000 đồng. Kênh YouTube là Hồng Ánh Vlog gửi 2.000.000 đồng. Thùy Trang gửi 500.000 đồng. Tài khoản thẻ 4 số cuối 6325 gửi 500.000 đồng. Ông bà Út Dư Ga ở Dĩ An gửi 500.000 đồng. Dương Văn Minh gửi 200.000 đồng. Gia đình em trai ở Sóc Trăng gửi 1.000.000 đồng với lời nhắn là chúc anh Quốc thật nhiều sức khỏe. Dạ, Nguyễn Thị Tân gửi 500.000 đồng. Cường ở Thủ Đức gửi 1.000.000 đồng. Phạm Thị Thúy Phượng gửi 2.000.000 đồng. Trần Thị Tuyết gửi 1.000.000 đồng. Cô Nguyệt ở Bắc Giang gửi 200.000 đồng. Mã giao dịch là 56325. Do tài khoản không có để tên, đồng chỉ biết đọc cái giao dịch để đối chứng thôi. 500.000 đồng. Út Trinh gửi 500.000 đồng. Đỗ Thị Kim Nhung gửi 300.000 đồng. Dương Thị Dung gửi 200.000 đồng. Chị Xuyến gửi 1.000.000 đồng. Anh Lê Thanh Bình gửi 300.000 đồng. Chị Tùng gửi 6.000.000 đồng. Bà Hồng Thị Nhơn gửi 2.000.000 đồng. Trần Thị Kim Thanh gửi 1.000.000 đồng. Ngô Hiếu Việt gửi 300.000 đồng. Chị Jenny Tăng ở nước ngoài gửi 2.000.000 đồng. Nguyễn Thị Thu Ngân giúp anh Quốc 1.000.000 đồng. Chị Làng Sơn xin giấu tên gửi 500.000 đồng. Cô Âu Quý gửi 150 USD, đổi ra được là 3.562.000 đồng. Cô Kim Sa Thị Nguyễn gửi 50 USD, đổi ra được là 1.185.000 đồng. Cô Quy Trần gửi 100 USD, đổi ra được là 2.380.000 đồng. Anh Hòa ở Mỹ gửi 1.000.000 đồng. Anh Khánh Quách gửi 2.400.000 đồng. Nguyễn Như Phụng gửi 100 USD, đổi ra được là 2.380.000 đồng. Nguyễn Thị Kim gửi 300.000 đồng. Nguyễn Thảo gửi 300.000 đồng. Chị Bảy Hiền gửi 500.000 đồng. Cô Nhung ở Bình Tân gửi 2.000.000 đồng. Chị và cô Phấn ở nước ngoài gửi 3.000.000 đồng. Vũ Thị Thảo số 563/26 Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu gửi 5.000.000 đồng. Anh Đức Lai ở Mỹ gửi 2.000.000 đồng. Hồ Phúc Trước gửi 400.000 đồng. Dung Đồng Phú gửi 500.000 đồng. Đào Trung Kiên gửi 500.000 đồng. Bé Phương Nga 8 tuổi gửi cho chú Quốc là 200.000 đồng với lời nhắn là con chúc chú thật nhiều sức khỏe. Chú bé này mới 8 tuổi thôi. Chú cảm ơn tấm lòng. Dạ. Con rất là nhiều. Dạ, chị Đức Nguyễn ở Tê Sắc gửi 3.000.000 đồng. Trần Chế Linh gửi 200.000 đồng. Trần Thị Lan gửi 500.000 đồng. Cô Duyên gửi 500.000 đồng. Thủy Dương gửi 500.000 đồng. Nguyễn Quốc Huy gửi 500.000 đồng. Lý Thị Hồng gửi 2.500.000 đồng. Tình Thị Nguyễn là gửi 2.400.000 đồng. Chị Lê Thị Trang gửi 200.000 đồng. Hà Thị Bích Hằng gửi 500.000 đồng. Cô Nga ở Suối Sau gửi 1.000.000 đồng. Tổng đến thời điểm hiện tại, số tiền quý nhà hảo tâm, quý cô chú chị gửi về giúp đỡ cho anh Quốc là 75.682.000 đồng. Sao cảm xúc anh Quốc hiện tại như thế nào? Con này sẽ không. anh không nói nên lời luôn. Một số tiền gọi là rất lớn mà hồi giờ anh không thể nào mà mơ tới được có số tiền đó được. Anh cảm ơn em cũng như là cảm ơn quý cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước đã thương đến hoàn cảnh của em và chung tay để mà giúp đỡ cái hoàn cảnh của em để em có cái kinh phí để chữa trị bệnh tình của mình. Mong bệnh tình được chữa trị tốt nhất để sớm được về nhà bên con. Em chân thành cảm ơn. Em cũng chúc em thầy Vũ Đồng luôn luôn bình an sức khỏe để mà tiếp tục kết nối những cái mảnh đời bất hạnh như em để mà đến quý anh chị cô chú mình thân quân
Bởi vì cái cuộc sống này còn rất rất là nhiều những hoàn cảnh khó khăn đang chờ thầy giáo đồng đến giúp phía trước ạ. Cũng mong các anh chị cô chú quý mạnh thường quân cùng các nhà hảo tâm luôn luôn đồng hành với thầy giáo đồng để mà chia sẻ đến với những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn như em, để mà có thay đổi cái cuộc sống của mình cũng như là có điều kiện để chữa trị cái bệnh tình của mình ạ. Em chúc sức khỏe đại gia đình của mình ạ. Dạ, cô thì sao, cô sau khi mà nghe công bố số tiền thì cảm xúc của cô thì như thế nào? Cô hồi giờ trái từ ngày nó bị nha, cô chưa thấy cái số tiền mà nó lớn như vậy. Mình đã bỏ con cô bỏ mạnh tầng con trăng nước ngoài nước đã hỗ trợ giúp đỡ cho con, tôi được số tiền như vậy. Đừng ngừng hà tôi địa trị cho con thì còn ít nhiều tôi đi về tôi sẽ dành dụm cho cháu này em hả. Tôi rất công cố ơn bộ con cô bớt mạnh thông quân đang nước như ngoài nước có làng kia cô giúp đỡ cho mẹ con, tôi rất là cảm ơn. Chúc toàn mạnh thông quân là hạnh phúc, bây giờ vô sức khỏe thành công trong công việc để giúp đỡ cho những người nghèo như người khổ như con tôi cũng như là đấy. Tôi cũng ta mẹ cái mẹ quốc cũng ân thầy giáo đồng rất tặng giúp đỡ kêu gọi cho được cái số tiền như vậy thì tôi cũng rất là cảm ơn thầy. Dạ. Nói chung mà quý cô chú anh chị, đồng thì là một người kết nối thôi, mà khi được quý cô chú anh chị giúp cho những hoàn cảnh á, những hoàn cảnh mà vui một thì đồng vui tới mười, tại vì giúp cho anh quốc đây không những là giúp về tiền mà là giúp cứu đến một mạng người, đúng không anh quốc? Người ta nói, thưa ông bà thường nói là cứu một mạng người thì xây bảy tòa tháp. Do vậy thì khi mà quý cô chú anh chị gửi số tiền về mà lớn như vậy thì đồng cũng rất là vui. Hôm nay thì mặc dù là đồng mới đi miền Tây về thôi, nhưng mà cái nào gấp thì đồng sẽ ưu tiên trước. Ví dụ như anh đây thì liên quan đến tính mạng, do vậy thì đồng phải chạy tới đây. Sáng hôm qua thì đồng có nhắn cho anh là hôm nay sẽ ghé thăm để cho anh biết, để cho anh vui. Nói chung là những hoàn cảnh mà khi mà rơi vào đường cùng như vậy, mà khi mà nhận được những cái số tiền như vậy thì giống như là mình đuối nước mà vỡ được cái phao cô ha. Đúng rồi. Dạ dạ. Bây giờ thì con sẽ trao số tiền đó cho cô và anh. Dạ. Số tiền là 75.682.000 đồng. Còn cô cứ ngồi đi, không sao đâu. Con ngồi nhiều này chứ không đứng cũng được. Một cái cục này là 50 triệu. Dạ. Thì để con đếm cho nó chắc. Hay cô đếm lại dùng con đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Cho em xin mấy phút? 100 tờ là 50 triệu. Để con cột lại cho. Cho nên là 50 ha. Rồi giờ con đếm cái này là 25 nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50 là 25 triệu.
Dạ 682.000 đồng, con sẽ làm tròn thành 700. Đây cái này 500 này bà. Thế con đưa cho bà, cho cô 200 nữa là 700. Con nói cho mất ngủ. Thôi con ngồi đi. Thôi cô cứ ngồi với anh Quốc đi chung vui. Anh Quốc gửi lời gì không anh Quốc? À, trước tiên thì anh gửi lời anh chân thành cảm ơn em đã kết nối cái hoàn cảnh của anh đến cô chú anh chị quý mạnh thường quân trong và ngoài nước. Và hôm nay em đã đến để mà trước là thăm anh, sau còn trao có món quà của các anh chị cô chú gần xa trong và ngoài nước đã rất là thương và giúp đỡ cho anh một số tiền gọi là rất là lớn. Đối với anh thì gọi là rất là lớn. Anh không bao giờ mơ là mình sẽ có được cái số tiền như hôm nay. Anh sẽ cảm ơn em cũng như là con xin gửi lời cảm ơn các cô chú, anh chị, quý mạnh thường quân trong và ngoài nước đã rất là thương yêu cái hoàn cảnh của em và đã chung tay giúp đỡ gửi đến em những phần quà rất là lớn. Em để mà em có kinh phí chữa trị cái bệnh tình của em. Em mong cái bệnh tình sẽ sớm được lành khỏe để mà em sớm được về nhà. Em gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả các anh chị cô chú Mạnh Thường Quân và em cũng kính chúc quý anh chị cô chú Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước luôn luôn được bình an, sức khỏe và sự may mắn, mọi điều tốt đẹp ạ. Cho em hỏi xíu nhé, cái này thì em hỏi riêng thôi, là cái số tiền này là hiện tại thì anh có thẻ gì không? Có, anh có thẻ. Em tí nữa anh sẽ gửi em bắn vô thẻ cho anh, cho anh ở đây một số tiền lớn vậy là anh không Do vậy quý cô chú anh chị, thôi giờ thì em sẽ bắn luôn đi. Cho em số tài khoản đi, em sẽ bắn nhanh là 75.700.000 đồng. Đúng không? Hồi nãy là 75.600.000, giờ thì em sẽ chuyển vô thẻ cho anh. Giờ cô xin phép cô cho cô lại năng cô lấy vậy, cô lấy cái lẻ 6 triệu mấy đi. Rồi hầu có đáng cho anh. Rồi con sẽ bắn, em sẽ bắn vô cho anh 75 triệu. 3 triệu. 30 con để 5 triệu cái hầu cô chi phí. Chứ bây giờ cô cái lẻ đi quý cô chú chị, đồng sẽ bắn vô cho tài khoản cho cô là 70 triệu để cho cô đó rút dần, chứ mà để đây số tiền mà lớn quá mà mình bệnh viện thì nguy hiểm á. Do vậy thì thôi giờ xin số tài khoản này em chuyển luôn. Cô cứ đếm ra 5 triệu 700. Cô cứ lấy 5 triệu 7 đi. Con chuyển cho cô là 75 triệu. 30 triệu. 70 triệu. Vui quá. Tài khoản về công banh của anh. Cô cứ lấy lấy 10 đồng mà. 10 đồng 10 11 đồng vậy là 200. 11 đồng. Là 200 tương lẻ. Để cô đếm lại. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đúng rồi. Là đồng đưa cho cô là 5 triệu 7. 5 triệu 7. Còn 70 triệu đồng sẽ gửi vô tài khoản cho cô. Tại vì đồng thì từ nhà thì đồng giữ được. Còn ở đây thì rất là nguy hiểm cho cô. Ngân hàng gì anh? Vietcombank. Đợi em xíu. Cái tài khoản kia Aribank của em nó bị Vietcombank nhỉ? Rồi cho em xin số tài khoản. 102. Rồi. 55 77 026 026 xong đây. Xong chưa? Kiểm tra coi. Nguyễn Phú Quốc anh ha. Đúng rồi. 70 triệu hả? Vui quá thì đưa 75 luôn. Em chuyển tiền từ thiện anh. Em hình như chuyển là anh sẽ nhận được. Đúng rồi. Đây quý cô chú chị này. Đã nhận được rồi em. Đây quý cô chú chị.
Em Carmen quay lại sát đây, đồng đã chuyển vô tài khoản mà thấy rõ không ạ? Cho anh Nguyễn Phú Quốc là 70 triệu đồng, rõ chưa? Ok ha. Rồi bên này thì anh nhận được rồi. Bao nhiêu? 70. Dạ. Vậy là 70. Ok rồi anh ha, okay. Cho anh an tâm cô ha. Cái rồi 70 triệu đồng này giờ hiện tại là của đâu? Cái mà cầm đấy. Dạ. Yeah. Nói thật với cô là trước khi ghi hình một hoàn cảnh nào á thì hoàn cảnh đó phải xin phép bệnh viện, con có cái tờ giấy con mới được dám quay. Chứ không có mất công con chia sẻ đến không được đồng ý á. Thì như vậy là xong xuôi anh ha. Yeah. Cuối video thì đồng cũng không biết nói gì, hôm nay nghẹn lòng quá. Thấy cô ôm anh Quốc khi mà nhận được số tiền lớn như vậy thì đồng cũng rất là nghẹn lòng. Nói thật sự là nghẹn lòng nhưng mà rất là hạnh phúc quý cô chú anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị, quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Chúc cho quý cô chú anh chị, quý nhà hảo tâm một cuộc sống thì luôn tràn đầy những tiếng cười hạnh phúc và làm ăn thì phát tài phát lộc anh ha, để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Thì đến đây chắc đồng cũng xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp quý cô chú anh chị, quý nhà hảo tâm ở những video, những hoàn cảnh tiếp theo của đồng và gia đình. Chào quý ông bà. Dạ, em xin chào tạm biệt.